Bài ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về chủ đề màu sắc. Đầu tiên, chúng ta cùng đi vào phần từ vựng. Từ vựng màu sắc nói chung sẽ đọc là yến sơ. Yến sơ. Màu đỏ sẽ là húng sơ. Húng sơ. Màu hồng phần húng sơ. Phần húng sơ. Màu vàng hoàng sơ. Hoàng sơ. Màu xanh lam lán sơ. Lán sơ. Xanh lá cây sẽ là lư sơ. Lư sơ. Màu tím tử sơ. Tử sơ. Màu cam trắng sơ. Trắng sơ. Màu nâu trung sơ. Trung sơ. Màu đen hay sơ. Hay sơ. Màu xám huy sơ. Huy sơ. Màu trắng bái sơ. Bái sơ. Màu vàng kim sẽ là chín sơ. Chín có nghĩa là vàng đấy ạ. Kết hợp với từ sơ nghĩa là sắc, nghĩa là màu vàng kim. Chín sơ. Màu đồng đỏ trứng gà tan hoáng sơ. Tan hoáng sơ. Màu bạc. Màu bạc sẽ là yến sơ. Yến sơ. Đây, bạc âm Hán Việt có nghĩa là ngân. Này, bạc này kết hợp với từ sơ, sắc thì sẽ ra được là yến sơ, nghĩa là màu bạc. Màu đậm. Màu đậm. Đậm nhạt như bài tính từ hôm trước chúng ta đã biết rồi đúng không? Đậm sẽ là sơn, còn nhạt sẽ là chẻn. Thì kết hợp với sắc ở đây là sơ thì chúng ta sẽ được ra màu đậm thì sẽ là sơn sơ. Sơn sơ. Màu nhạt chẻn sơ. Chẻn sơ. Màu trà trà sơ. Trà sơ. Đấy, màu trà này thì trà ở trong tiếng Trung để riêng sẽ là trà đúng không? Khưa trà đấy, đấy, uống nước uống trà đấy. Trà trà này kết hợp với sắc sơ thì sẽ ra được màu trà đúng không ạ? Trà sơ. Màu đất. Đất. Đất là thổ. Thổ thì ở trong tiếng Trung đọc là thủ. Kết hợp với sơ thì sẽ ra được màu đất đúng không ạ? Chúng ta đọc nhá. Thủ sơ. Thủ sơ. Đấy, màu cà phê thì cà phê là chúng ta là cà phê đúng không? Chúng ta đã biết từ này rồi. Cà phê là cà phê. Kết hợp với sơ ở đây, sắc ở đây sẽ ra được màu cà phê đúng không? Cà phê sơ. Cà phê sơ. Đấy, được chưa ạ? Đấy, toàn bộ từ vựng ngày hôm nay của chúng ta là như vậy. Thì chúng ta đọc lại nhá. Yến sơ. Húng sơ. Phần húng sơ. Hoáng sơ. Lán sơ. Lư sơ. Tử sơ. Trắng sơ. Trung sơ. Hay sơ. Huy sơ. Bái sơ. Chín sơ. Tan hoáng sơ. Yến sơ. Sơn sơ. Chẻn sơ. Trà sơ. Thủ sơ. Cà phê sơ. Yeah. Tiếp tục nhé, chúng ta vào cách sử dụng, tức là cách hỏi về màu sắc sẽ sử dụng như thế nào. Thì chúng ta có câu hỏi về màu sắc là sẽ gồm có cụm từ 什么颜色. 什么颜色. À, 什么颜色 là cụm từ dùng để hỏi về màu sắc. Còn cách trả lời chúng ta có hai cách, đó là màu sắc kết hợp với tự, kết hợp với danh từ, đúng không?
hoặc là màu sắc cộng với danh từ, thì chúng ta đi vào những câu ví dụ sau đây để nhìn cho rõ nhé. Câu đầu tiên, chú giảng, xin hỏi, cái gì nhiều, chủ trưởng, xin hỏi, cái gì nhiều, tổ trưởng, xin hỏi, nút mở máy là nút gì đúng không? Chú trưởng là tổ trưởng rồi đúng không ạ? Xin hỏi, cái gì nhiều, có nghĩa là nút mở máy, đúng không? Sư ở đây là động từ đọc điệp bài động từ trước chúng ta đã được làm quen rồi đúng không nào? Dùng để nhận định, dùng để giới thiệu khẳng định một cái gì đó đúng không? Thì ở đây sư mới dán sư là cụm từ dùng để hỏi màu sắc đúng chỗ nào? Thì chúng ta có câu này, chú trọng, chỉ quân, khai chi nhiều, sư sư mới dán sư, chỗ nào? Tổ trưởng trả lời, sư lưu sư, màu xanh lá cây, sư lưu sơ. Đấy, cái nút khởi động máy đấy là nút màu xanh lá cây đúng chưa nào? Chúng ta đến ví dụ thứ hai, của giao quan chi giao an nào cân nhiều. Đấy, tôi muốn tắt máy thì cần ấn nút nào đúng không? Của giao quan chi có nghĩa là tắt máy đúng không? Giao giao an giao an nào cơn nhiều, nào cơn nhiều nghĩa là nút nào đó, câu hỏi đúng không? Một là hỏi để vào hỏi làm cái nút hình dạng như thế nào hoặc cái nút có màu sắc ra sao thì để người ta còn trả lời mình đúng không nào? Thì câu trả lời sẽ là hay sơ tận nhiều đúng không? Hay sơ tận nhiều đây, màu sắc là hay sơ là màu đen đúng không? Kết hợp với tợ kết hợp với danh từ nhiều là cái nút đúng không nào? Hay xưa tận nhiều là nút màu đen đúng chưa nào? Rồi tiếp tục nhá, chúng ta đến với câu ví dụ thứ ba, chi thái phát sinh sự cố sử chỉ立刻按红色的紧急钮đúng chưa nào? Ở đây khi máy xảy ra sự cố hãy ấn nút khẩn cấp màu đỏ ngay lập tức đúng không? Chi thái là máy móc đúng không? Phát sinh sự cố sử đúng không? Khi phát sinh sự cố đúng không? Phát sinh sự cố sử đúng không? Phát sinh là phát sinh sự cố nghĩa là sự cố đúng không? Kết hợp với sử là trong trường hợp trong khoảng thời gian nào đấy đúng không nào? Chi thái phát sinh sự cố sử chỉ ly khờ, ly khờ ở đây là ngay lập tức luôn an an là ấn đúng không? Húng sơ, húng sơ màu sắc chưa, cộng tợ cộng với cả chỉnh chín niểu, chỉnh chín niểu là nút khẩn cấp đúng không, danh từ đúng không? Chỉnh ly khờ an húng sơ tợ chỉnh chín niểu đúng không, hãy ấn nút khẩn cấp màu đỏ ngay lập tức chưa nào? Tiếp tục chúng ta đến ví dụ thứ tư, chủ trọng, 我牌检测的产品要不要戴手套？đúng không? Tổ trưởng, tôi sắp xếp sản phẩm màu nhạt thì có cần đeo găng tay hay không? Đúng không nào? Thì ở đây chú trưởng, tổ trưởng đúng không? 我牌牌 là sắp xếp, 检测 màu sắc kết hợp với tờ cộng với sản phẩm là sản phẩm đúng chưa? Danh từ đúng chưa? 检测的产品要不要? Đấy, câu hỏi nhá,要不要? Nghi vấn, thể nghi vấn của động từ năng nguyện chúng ta đã học rồi đúng không? Yào bú yào, tay, sổ thao, đúng không? Đeo găng tay, sổ thao là găng tay kết hợp với động từ tay, là tay sổ thao, là đeo găng tay, đúng chưa nào? Tổ trưởng trả lời, bú yào, chỉ có sinh sơ tự sản phẩm, trái suy tay, sổ thao, đúng chưa nào? Không cần, chỉ có sản phẩm sẫm màu mới cần đeo khẩu trang, đeo găng tay đúng chưa nào? Bú dạo là không cần, phủ định luôn. Chứ hiểu chỉ cần, chỉ có sân sơ màu đậm, tợ sản phẩm đúng không? Sân sơ tợ sản phẩm tức là sản phẩm có màu đậm đúng không? Sản phẩm sẫm màu. Trái suy, trái suy có nghĩa là mới cần.
戴手套，不要光戴，懂去了？不要，只有深色的产品才需戴手套。啊，接着比如说男呀，你的手套变成黑色了，快去换新的吧。刚戴过吧，全没电了，娘胎给没的，懂吗？好的，请大哥哥，你的手套啊，刚戴过吧，懂吗？变成，应该啦，裸态、连态，懂吗？黑色了，黑色了，啦，没电了，懂吗？你的手套变成黑色了，刚戴过吧，全台没电了，忘了，你裸态没电了，快去！快去啦，让你弄，快去换新的吧，换新的吧。那太给没的，新的那没的话，我换啦，đổi là thay。trước vài động từ chúng ta đã được làm quen với từ này rồi đúng không nào? 你的手套变成黑色了，快去换新的吧。哎，大家，ví dụ thứ sáu nhá。ví dụ thứ sáu này, "这两件衣服，你觉得哪件更好看？"这两件衣服，你觉得哪件更好看？哇，来，ở đây chúng ta có phó từ là "更"，phó từ "更" cũng là dùng để nhấn mạnh "更" cộng với cả tính từ "好看" đúng không? "更" để nhấn mạnh để chọn ra một sự lựa chọn ở đây là nó trên câu hỏi đúng không? Cái gì đúng không? Cái nào? Đấy, đây là mang tính chất là lựa chọn đúng không? Hai cái áo này bạn thấy cái nào đẹp hơn đúng không? Chưa lẻng chiên y phủ đúng không? Chưa lẻng chiên là hai bộ quần áo hoặc hai cái áo này đúng không? Chiên là lượng từ của quần áo đúng chưa? Chiên lượng từ của quần áo đúng không? Chưa lẻng chiên y phủ. Nì chế đợ, chế đợ là thấy cảm giác cảm thấy đúng không? Nì chế đợ nà chèn cưng hậu khăn đúng chưa nào? Thấy cái nào đẹp hơn? Trả lời. Wo chế đợ bái sơ tự hậu khăn. Wo chế đợ bái sơ tự hậu khăn. Tôi cảm thấy cái màu trắng đẹp. Thì ở trong câu này bái sơ tự là viết tắt của bái sơ tự y phụ. Bái sơ tự y phụ chúng ta có thể viết tắt thành bái sơ tự đúng không? Sở hữu phụ thuộc đúng không? 我觉得白色的好看. Rồi ạ. Tiếp tục đến ví dụ cuối cùng, ví dụ thứ bảy nhá. 这款衬衫有哪些颜色? Mẫu áo sơ mi này có những màu gì đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy có lượng từ là khoản. Khoản ở đây không có nghĩa là cái áo nhá, mà là mẫu mẫu kiểu áo. Đúng không? Mẫu áo hoặc là loại áo sơ mi này đúng không? Mẫu áo sơ mi này đấy, thì có những cái màu sắc gì đúng không? Chưa khoản trên san yếu nào xia yến xia yến nào xia là có những màu sắc gì đúng không? Yến sơ đấy, có những màu sắc gì? Trả lời. Yếu bái sơ, lán sơ, hay sơ, hứa, huy sơ. Có màu trắng, màu xanh lam, màu đen, màu xám đúng không? Yếu bái sơ, lán sơ, hay sơ, hứa, huy sơ. Đúng chưa nào? Tiếp tục nhá. Nì chế đợt nào cơ yán sơ, sư hứa ủa. Bạn cảm thấy màu nào hợp với tôi? Nì chế đợt, bạn cảm thấy đúng không? Nào cơ, lại hỏi kiểu dạng lựa chọn đúng không? Nào cơ, cái nào, màu nào? Ở đây thì kết hợp với yán sơ sẽ là màu nào đúng không? Nào cơ yán sơ, sư hứa. Sư hứa là thích hợp hoặc là hợp. Của sư hứa của là hợp với tôi đúng không? Bạn cảm thấy màu nào hợp với tôi? 我想蓝色让你穿得更年轻。Tôi nghĩ màu xanh lam sẽ khiến bạn mặc vào trông trẻ hơn đúng không? 我想tôi nghĩ đúng không? Lán sơ màu xanh đúng không? Màu xanh lam. Rang nỉ khiến bạn Chuan tớ cưng nhắn chinh. Chuan tớ cưng nhắn chinh. Chúng ta lại nhìn thấy cụm từ bổ ngữ trình độ đúng không? Ở đây có từ chỉ trình độ tớ đúng không nào?
Kết hợp ở đằng trước đấy là động từ tròn, động từ mặc đúng không? Động từ kết hợp với từ chỉ định độ đúng không? Kết hợp với phó từ cưng cộng với cả tính từ. Đấy, bổ ngữ chỉ trình độ bài lần trước chúng ta đã được làm quen rồi đúng không? Mặc vào sẽ trông trẻ hơn. Đấy, để nhấn mạnh đúng không? Sự trẻ trung của người ta đúng không? 我想来是 让你穿得更年轻, đúng không? Chúng ta đọc lại bài hội thoại số 7 nhá. 这款衬衫有哪些颜色? 有白色、蓝色、黑色和灰色。 你觉得哪个颜色适合我? 我想蓝色让你穿得更年轻。 你知道